Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi một ngoại truyện tiếp theo, Hành trình Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, di sản của Dương Thiên Cửu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Cuối năm 1969, đầu năm 1970, sau cái chết của Sáu Điệp và Tám Son, khắp nơi nghe thấy tiếng súng, đâu đâu cũng là những hàng thép gai lạnh lẽo. Miền Nam bước vào thời kỳ chiến tranh với sự can thiệp ngày càng rõ của Mỹ. Tuy nhiên với Lục Lâm thì đầu những năm 1960 lại là một trong những quãng thời gian yên ắng hiếm hoi mà họ trải qua. Lục Lâm cũng không có chuyện nghỉ ngơi êm đẹp. Dĩ nhiên là thời gian nào, ở đâu trong Lục Lâm cũng đầy rẫy những mưu mô toan tính. Có điều ở quãng đầu năm 1960 thì họ không còn phải đánh nhau hoặc lo lắng đánh nhau với những thứ kinh thiên động địa nào khác nữa. Hơn 30 năm kể từ lần đại chiến ở chân giới, Lục Lâm và Tứ Miếu tại Bảy Núi, sự ngã xuống hay biến mất rút khỏi giang hồ của nhiều người lại tạo tiền đề cho sự an bình hạnh phúc của người khác. Lâu dần Lục Lâm hay Tứ Miếu cũng quên luôn sự căng thẳng là như thế nào. Biến cố gần nhất là cuộc bạo loạn của sứ ma mắt xanh ở chân giới, dẫn tới chuyện Dương Thiên Cửu phải bỏ mạng. Nhưng đó là nghe đồn vậy thôi. Những Lục Lâm kỳ cựu đã từng chạm trán với Cửu đều tin rằng không dễ gì mà hạ được đô thống chân giới Dương Thiên Cửu được. Họ không tin cái chết của Cửu là thật, nhưng họ tin rằng Dương Thiên Cửu có để lại một di sản, tức là một ý chí cho người khác kế thừa. Ý chí đó chỉ bao gồm những hủy diệt. Nghe thì hay hay, cho nên nhiều người tin theo. Chứ thật ra hỏi họ hủy diệt ai, hủy diệt cái gì thì họ im tịch. Những tin đồn đó xuất phát từ Lục Quán là nhiều. Cái nơi rượu vào lời ra ấy thì ai bịt miệng kịp. Hôm nay trời mưa nhẹ, gió lành lạnh, ngồi mé quán nhìn ra đầm nước, uống một ly Định Sơn Tửu, ăn một cái vây cá rô cốc kèn, nướng sương sương chấm mắm me. Thật cách Lục Lâm lại thêm một ngày nữa thả hồn theo mây trời. Chợt có người lên tiếng: "Anh Đại à, lâu quá mới gặp, cứ vợ tới giờ bỏ bê anh em nha." "Ủa, chị An đâu sao không dẫn theo vợ anh Đại?" "Nhìn anh dạo này ốm ốm rồi đó nghe. Ông bà nói đúng mà, tốt mái thì hại trống á." Lục Quán trộn rang lên những tiếng cười. Người vừa vô không ai khác chính là Đại Đầu Chùy. Anh ta lúc này vẫn chỉ mang vẻ bề ngoài của một thằng thiếu niên độ 15, có điều ria mép lúng phúng, với gò má hơi cao nên nhìn hơi kỳ cục. Đại Đầu Chùy quấn khăn rằn che đi phần trán với mấy cục u, rồi chào anh em Lục Lâm, sau đó đi ra sau quán. Chỗ này là phòng riêng mà Năm Tràm dùng để đãi những người quan trọng, hoặc cần bàn việc riêng thì vô đây. Đầu Chùy vén rèm sáo, bước qua cái hành lang dài dựng bằng tấm mê bộ, tới một cái sàn nước được bao quanh bởi mấy bụi sậy. Đầu Chùy cúi đầu chào cung kính: "Dạ chào thầy, con mới tới." Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, đầu đội nón nỉ, đeo kiến tròn màu đen, mặc đồ tàu cùng với quần tây, mang giày vải, đang ngồi quay mặt nhìn ra xa. Người đó là Lý Huỳnh. Bàn lĩnh chỉ tay qua bên đối diện rồi nói: "Ngồi đi, con ăn gì thì gọi thêm, thầy chỉ mới gọi dĩa về cá rô thôi." Chùy vâng dạ, sau đó nói với Năm Tràm chuẩn bị thêm rượu và mấy dĩa thịt nướng các loại, rồi gãi đầu ngó trước ngó sau, nói nhỏ: "Dạ thầy, con cũng tính qua đây, trước là thăm thầy, sau là hỏi về chuyện về Mao Phương Thảo." Lý Huỳnh gỡ kiến tra nhìn đệ tử của mình, cho hỏi: "Đi đường cũng xa xôi cách trở lắm đó, con có hỏi ý được ai đi cùng chưa?"
Đầu Trì đáp chắc nịch. Dạ chưa, nhưng mà con tin là mình ên con đi cũng được. Mao phương thảo là một loại cỏ có hình dáng như sợi tóc. Đây là một vị thuốc rất quý, quý vì công dụng của nó cũng như để hái được nó hết sức khó khăn. Nói về hái trước đi, đó là những vách đá treo leo hun hút gió độc ở bát vực, cách đáy sông Hàm Luông gần 2 cây số dưới lòng đất. Các vách đá này thực chất là thân của những cây nấm cổ xưa khổng lồ. Một mình nón nấm cũng đủ để tạo thành một cù lao rộng mấy chục cây số vuông. Vách đá đó có vẫy như vảy cá, mọc ngược lên trên. Lớp nào lớp nấy đều dày cui 2-3 gang tay. Bự thì như cái nền nhà lá bình thường. Bám vào vảy nấm này có những cây nấm khác, gọi là nấm bánh bao chiên. Đám này thì tròn lẳng, có màu vàng mật, bự cỡ lòng bàn tay người lớn. Có điểm đặc biệt đó là tại những chỗ vảy nấm nhiều dưỡng chất nhất, các cây nấm bánh bao chiên sẽ phủ một lớp những sợi màu đen dài cỡ gang tay, trông không khác gì tóc người. Đó là vị thuốc mà Đầu Chùy vừa nhắc đến. Sở dĩ có tên này là do chúng y như tóc mọc trên đầu của em bé, là những cây nấm bánh bao chiên. Nói về nơi mọc rồi, vậy thì công dụng có cái gì mà quý? Tương truyền rằng nếu đem chúng về uống đủ trong 1 tháng thì kể cả người chết cũng có thể đẻ con. Thật ra người xưa muốn nhấn mạnh về việc loại thần dược này chữa trị hiếm muộn mà thôi. Vậy Đầu Chùy đi tìm Mao Phương Thảo là để làm gì? Từ sau cuộc chiến 3 bên, là từ chuyên môn mà giới giang hồ ẩn mật khi nói về đợt đập nhau ở chân giới, là Lục Lâm và Tứ Miếu mấy chục năm trước, thì Hồng Quán chết, cục diện của Tứ Miếu cũng tan rã. Trần Lục và Đan Chi bỏ trốn. Hai người đổ lỗi cái chết của Quán cho sự phản bội của Chánh Thuần. Hai Thuần từ bỏ thương hồ, hay nói cách khác là bán đứng họ để gia nhập Lý Gia, tạo ra cuộc thanh trừng rất lớn. Đáng lý ra thì Lục Lâm và chân giới thấy Tứ Miếu suy yếu sẽ tiêu diệt luôn, nhưng thực tế thì không thể nào, cho nên kết cục như vậy đã là quá mong đợi rồi. Những người tham gia cuộc chiến 3 bên đó thì cũng có những số phận khác nhau sau đó. Riêng Tư Lĩnh và vợ thì có thể nói là kết thúc khá viên mãn. Hai người dựng căn nhà nhỏ ở Ba Thi, sẽ vẫn ở nhà tại Xẻo Rô. Bảo An gia nhập băng cướp của Đầu Chùy. Sau đó hơn chục năm thì cả hai làm đám cưới. Có thể nói đám cưới của Đại Đầu Chùy và Bảo An là cái không khí hiếm hoi, nơi những người trước kia ít nhiều va chạm với nhau, có thể thoải mái uống rượu cùng mà không sợ bị đâm sau lưng. Cái cầu xứng đôi vừa lứa chắc cũng chỉ cỡ hai người này mà thôi. Một bên mang linh hồn con quỷ cổ xưa trong người, một bên là linh hồn của một con mèo trong thân xác của một cái cây. Trong đám cưới cũng có nhiều người hỏi Đầu Chuyện rốt cuộc là anh ta yêu ai, yêu Bảo An hay là yêu Hải Tăng Tử. Đầu Chuyện chỉ biết gãi đầu, trong khi cô dâu Bảo An thì nhảy lên bàn, lè nhè nói bằng cái giọng của Hải Tăng Tử: "Là chị Bảo An, là chị Bảo An á, chứ em không có dính líu." Thiệt là lạ lùng Lục Lâm, cái gì cũng có thể xảy ra được. Cưới nhau về thì cả hai bật vô âm tính mấy năm. Người thường cưới nhau còn đi đó đi đây, gọi là trăng mật, thì tầm cỡ như hai người họ, dĩ nhiên cũng sẽ đi đến những nơi cùng trời cuối đất, vô cùng kinh khủng kỳ dị. Và nếu có kể ra, chắc phải vài 3 cuốn sách mới hết. Ngày họ về, nơi họ ké đầu tiên là Lục Quán. Cả hai dường như không hề già đi, chỉ có da dẻ thay đổi chút ít. Hai vợ chồng vẫn điều hành đường dây trộm cướp, lấy của người giàu chia cho người nghèo và chia cho người nhà. Ừ thì họ cũng phải lấy chút đỉnh để xài chứ. Đại Đầu Chùy cùng Bảo An tiếp tục chuỗi ngày lăn lộn giang hồ như vậy cho tới một ngày. Họ cảm thấy những câu hỏi "rồi tính khi nào có em bé?" gom lại càng lúc càng lớn, nhấn chìm họ trong sự lo lắng sợ sệt. Tại vì họ cũng muốn có con thiệt. Tuy nhiên Lục Tỷ coi cho cả hai, nói rằng bản thân họ vốn dĩ đã là những tạo vật nghịch thiên nghịch địa, trái khuấy trong trời đất, thì chuyện có con khó như hái sao trên trời. Bảo An nghe xong thì giả vờ lạc quan,
nhưng trong lòng vô cùng đau buồn. Dù sao cô ta cũng là giống nữ, lúc nào chẳng mang bên mình tâm tư của thiên chức làm mẹ. Bây giờ nghe vậy ai mà không buồn. Đầu Chùy biết được nên tìm cách gặn hỏi Lý Huỳnh. Vạn Lĩnh đạo sĩ cũng thấy tội nghiệp, mới bày cho vị thuốc Mao Phương Thảo. Tuy nhiên lúc vừa hỏi tới thì bảo an kêu chồng cùng mình đi về thăm Tư Lĩnh, thành thử không có hỏi cặn kẽ được. Lý Huỳnh nói ổng cũng không nhớ chính xác về giống cây này. Nó nằm trong một tư liệu ở Sài Gòn. Hẹn Đầu Chùy nửa tháng sau gặp tại Lục Quán để ổng chỉ đường đi hái Mao Phương Thảo. Sau khi nhận được thông tin thì Đầu Chùy lên đường. Đường đi xuống Bắc Vực tuy xa xôi nhưng không khó với Đầu Chùy. Lấy lý do đi theo thầy tập luyện trong vòng một tháng, Đầu Chùy lén đi tới Cù Lao Dung, rồi theo đường nắm bên trong đi xuống sâu tới rễ ngang thân. Cách đáy sông Hậu bên trên độ chừng 2.300 mét. Có thể coi những cây nấm này như cái cột đỡ phần nhà sàn là vùng đất miền Tây ở bên trên. Và bên dưới là hệ thống dòng chảy khổng lồ của miền Tây, mà có những tư liệu cổ xưa gọi là thủy đạo, hệ thống mạch máu nuôi sống từ trường của đồng bằng sông Cửu Long. Các cây nấm khổng lồ, cây này cách cây kia cũng phải 30-40 cây số, cũng giống như những cây tràm chống của cái nhà sàn miền Tây bên trên. Còn bên dưới là dòng chảy thủy đạo, hệ kinh mạch nuôi sống miền Tây. Nếu so ra thì con người chỉ như con kiến nhỏ xíu bám trên thân cây cột bên dưới nhà sàn đó vậy. Đầu Chùy vừa đục một cái vẻ nấm để chui ra thì nghe tiếng gió thổi u u nổi da gà. Gió rất lạnh. Gió này thổi từ dưới Bắc Vực lên tới đáy sông, rồi lại lan tỏa trong hệ thống hang động, sau đó được dẫn ngược về dưới đáy vực. Xung quanh tối đen. Anh ta bật cái đèn đen trên trán lên. Đèn này được ba lành độ lại từ đèn pha của xe Jeep, kết nối với bình ắc quy đeo trên lưng. Bật mức trung bình thì có thể trụ được 3 tiếng. Nhiều đó thời gian với Đầu Chùy là đủ để đi tìm Mao Phương Thảo. Đầu Chùy rọi đèn xung quanh. Ánh sáng đèn pha dù rất là mạnh, tầm sáng tới cả mấy cây số, nhưng cũng không rọi tới được thân nấm gần nhất. Anh ta tập trung cho nhiệm vụ của mình. Trước tiên cần đi tìm vảy nấm có nhiều dưỡng chất nhất. Lý Huỳnh dặn đó là những vảy nấm khô ráo nhưng mềm mại. Vì những vảy nấm nhiều nước thì bên trong dưỡng chất cũng đã bị hòa tan vào thân nấm hết sạch rồi. Còn nếu khô mà cứng thì có nghĩa là vảy đó đã chết. Mò mẫm một hồi cũng tìm thấy. Quả nhiên khắp trên đó là nấm bánh bao chiên mọc đầy Mao Phương Thảo. Đầu Chùy hái cẩn thận rồi buộc lại từng bó, hệt như tóc người ta vừa cắt xong để đem đi làm bùa. Hái đủ số lượng trong 3 tháng, ước tính cũng tầm 10 ký. Đầu Chùy thấy bình ắc quy cũng sắp hết điện nên tháo nó ra quăng bỏ, rồi theo cảm tính vòng đường cũ đi về. Được một lúc, Đầu Chùy cảm thấy phía trước có tiếng động, nghe như tiếng cãi nhau. Anh ta dư biết nơi này không thể nào có chuyện muốn tới là tới được. Người ở trước ắt hẳn là đang có dự tính gì đó. Nghĩ vậy, Đầu Chùy tắt đi khí lực, dùng sức khỏe để đu bám trên các vảy nấm, tiến lại từ từ. Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, giọng một người đàn ông trung niên nghe không giống như người Việt. Tại sao lại lạc nó được? Mày có biết thứ đó hết sức quan trọng cho kế hoạch lần này hay không? Người nữ có vẻ trẻ đáp lại. Con có biết đâu, rõ ràng để trong túi kia mà. Chú là con quại điếc lỗ tai quá, chỉ bằng lo nghĩ cách để bắt cậu lại kìa. Rồi giọng của một người thanh niên. Em mới nói đúng đấy chú. Tụi mình tới đây rồi, còn cãi nhau làm gì nữa. Theo tính toán thì cậu cũng sắp xuất hiện rồi đó. Mình lo dành thời gian bài thiên la địa võng đi. Đầu Chùy còn nghe loáng thoáng có thêm mấy người nữa, nhưng không biết nam nữ già trẻ ra sao. Nhóm này khí lực cỡ vừa và khá ổn định, nếu so ra cũng thuộc hàng khá và giỏi của Lục Lâm. Đầu Chùy phân vân không biết đám này từ đâu tới, và người cậu mà chúng muốn xuất hiện ở đây để bắt cậu là ai. Chợt có những tiếng động lớn ầm ầm, vảy nấm rung nhẹ nhẹ rồi đung một cái. Một mảng nấm bự cỡ mấy cái nhà bị đục rơi xuống bên dưới vực. Bên trong hắt ra ánh sáng vàng vàng và tiếng nói của rất đông người.
Giọng thanh niên nói: Tắt bớt đèn đi, sáng quá rồi đó. Đem cái thùng dầu hương ra đây. Những tiếng động lớn khác lại vang lên. Những thùng phi to tướng được đem ra sát mé vực. Đầu Chuyện ngạc nhiên: Mình ên anh đi xuống đây thì được, chứ kéo theo cả mấy chục người lại còn vác theo mấy cái thùng phi dầu này, nặng nề sao kể xiết, thì đi đứng khó khăn tới cỡ nào. Tụi này là ai? Đầu Chuyện cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi đó, tới nỗi vô thức anh bò lại gần, nhưng cũng không quan sát được gì. Bất chợt giọng cô gái trẻ vang lên: Tụi mình tới cũng không sớm được bao nhiêu. Không gian vọng tới những tiếng nổ ầm ầm. Đầu Chuyện đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong bóng tối mờ mịt bỗng hiện lên mấy cái chấm vàng. Anh ta ngạc nhiên: Thì ra tụi nó không đi một mình, tụi nó có nhiều tớp cùng đi xuống tới dưới Bắc Vực vì một lý do gì đó. Những đốm vàng kia chính là đèn. Tụi nó dùng đèn pha cao áp rồi sáng hơn rất nhiều, chỉ quét qua một lượt như thông báo cho nhau rồi thôi. Một ông già ra lệnh: Đổ dầu xuống. Phật, bọn chúng khui phi rồi đổ xuống. Gió thổi ngược cái mùi lên, vừa nghe thì Đầu Chuyện giật mình ngay: Mã nó, là dầu sữa cá ông. Nghe thì là sữa cá ông, chứ thực ra là dầu từ cây sao đen được đóng thành thùng đựng các bãi xác cá voi khổng lồ trộn với số lượng long diên hương cực lớn. Có thể nói nôm na thì bản thân long diên hương đã là trầm của biển khơi. Thứ này sau khi được thải ra biển thì có thể nằm lại lòng biển cả ngàn năm. Đây là thứ nguyên liệu tạo mùi thơm được săn đón trên thế giới, giá trị liên thành. Nhưng mùi của long diên hương chưa phải là tuyệt vời nhất. Còn có một cách tinh chế khác cực kỳ tốn kém, đó là dùng xác cá voi trộn với những cục long diên hương đó, y như cách người ta trộn cá với muối để làm mắm. Bể mắm dùng ván của lỗi cây sao đen trên 82 năm tuổi để đóng thành. Ủ như vậy cỡ 5 năm thì mỡ cá hòa với long diên hương, đem chưng thì tạo ra dầu sữa cá ông. Cái làm cho Đầu Chuyện bất ngờ tới như vậy không phải là tụi này sang tới mức có mấy trăm thùng phi sữa cá ông. Cái làm cho anh ta giật mình chính là sữa cá ông là dầu ướp xác cao cấp. Người ta dùng dầu này ướp xác, rồi khi lấy xác ra, dầu đó phải được nấu cho bốc hơi hết, chứ không có được đổ ra đất. Vì nếu như đất bị nhiễm sữa cá ông đã qua ướp xác thì sẽ trở thành đất độc. Mùi sữa cá ông mạnh tới nỗi nếu có ướp xác rồi thì cũng không khác gì với chưa ướp. Nên Đầu Chuyện không biết là trong cái thùng phi đó là dầu như thế nào. Tụi này đổ xuống cả trăm thùng như vậy, khác nào phá cho sập cái nhà sàn miền Tây trên đầu. Cái đó kinh khủng gấp chục lần diệt chủng nè. Đầu Chuyện đổ mồ hôi trắng vì hành động mà anh đang chứng kiến. Lúc này có một người khác, dường như là lính lác của ông già, tới hỏi: Thứ này có thể làm đổi vì ngưng dòng chảy ở mầm bên dưới được thiệt hả chú? Không, cái khối lượng chúng ta đổ xuống thì nó sẽ biến mất luôn, chứ không có ngừng hay đổi nữa. Có tiếng kêu lên: Đổi rồi, đổi rồi, nắm hút nước vào rồi. Đâu, đưa ống nhòm cho tao. Ông già nói rồi cầm cái ống nhòm đêm từ tay của tên lính khác. Đầu Chuyện thấy tụi này mặc đồ trông như lính Mỹ, nhưng không chắc lắm vì không có phù hiệu. Đầu Chuyện im lặng lắng nghe. Quả nhiên tiếng động bên dưới vực vọng lên tựa như thác nước réo ùng ục. Đầu Chuyện ngẫm nghĩ, không biết có nên đánh nhau với đám này hay không đây, chỉ sợ tụi nó có súng hoặc là lựu đạn là thua. Còn đang phân vân thì nghe tiếng nổ từ xa vọng lại. Có tên bên dưới kêu: Cái gì vậy? Bên chỗ A5 nổ rồi kìa. Những vụ nổ như bị trúng bom vang dội, lửa bốc lên sáng trực cả một góc. Mấy cây nấm xa xa cũng đều bị như vậy. Đám người bên dưới nhao nhao lên: Cậu, là cậu, cậu xuất hiện rồi, lấy lưới ra đây. Lần này là tiếng nổ từ bên dưới gốc nấm mà Đầu Chuyện đang nấp. Anh căng mắt ra nhìn, cảm giác một luồng khí lực bùng lên dữ dội, tựa như sóng xung kích của bom đạn. Chợt thấy bên dưới trắng xóa một màu, đám người láo nháo: Nổ, nổ rồi,
nước nở rồi. Giọng ông già kêu lên. Nóc vô, lấy bạc chè, nhanh lên. Thì ra cái thứ màu trắng mà đầu chùy trông thấy chính là bọt nước bị một vụ nổ nào đó kinh khủng đẩy lên cao cả cây số. Nước đó cực nóng, vừa có hơi vừa có chất lỏng, bị lướt qua chắc thành thịt luộc. Đầu chùy nhảy vào một kẻ nấm, ôm túi mao phương thảo trước ngực, dồn đại hắc thiên vào lưng. Âm thanh sạc sạc điên cuồng của hơi nước bục lên vuốt qua cây nấm, sức nóng quả thật kinh khủng. Lưng đầu chùy tưởng chừng như bị áp đảo. Chừng 2 phút thì nước rút đi. Lúc này ông già bên dưới mới quát. Là đứa nào? Đầu chùy than thầm. Chắc là do hành động dùng đại hắc thiên của anh đã đánh động tới ổng. Đầu chùy đang tính kế thì một vụ nổ rất mạnh đánh bay phần nửa chớp của cái vảy nấm mà anh đang nấp. Lửa cuốn bay phần đó đi, phun lên cao cả chục mét, sức nóng làm cho da của anh bỗng rắc. Tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn, đúng như đầu chùy nghĩ. Lúc nãy anh bập chợp leo xuống thì đã thành cái rổ với tụi nó rồi. Nhưng mà tụi nó không bắn anh, vậy thì bắn ăn. Quăng lưới nhanh lên. Nhưng mà cục chị xin phép, bị mất rồi chú ơi. Quăng đại đi, chết hết bây giờ. Bọn chúng đang vô cùng hoảng loạn. Tim đầu chị lần đầu kích động tới như vậy. Rốt cuộc thứ gì đã vượt lên cả súng đạn như thế? Đầu chị đỉnh lú đầu ra coi, nhưng không gian trắng xóa. Bên dưới nổ tung, thân nấm bị xé toạc ra một mảng khổng lồ, bự như chiến hạm. Dĩ nhiên cũng đẩy tung cái vảy nấm của đầu chùy đang nấp lên tít trên không. Đầu chùy thấy nhộn nhạo muốn ói, nhưng choáng quá không nhảy ra kịp. Vảy nấm văng lên độ 30 mét rồi rơi xuống, đập vào thân nấm đang bị nghiêng đi một ít. Đầu chùy do đó bị nảy ra ngoài, anh bị rơi xuống một quãng, lưng đập vào một cái vảy nấm khác, da bị rách một đường lớn. Tưởng đâu rơi xuống bát vực luôn rồi thì xung quanh anh lại sáng bừng lên một lần nữa. Cơ thể nhẹ tênh, cảm giác như trôi lơ lửng trong quần sáng ấm áp. Đầu chùy thấy trong quần sáng đó có đứa con nít. Chỉ là linh cảm, vì anh thấy mờ mờ hình ảnh khuôn mặt, tay và chân. Có điều áp lực nó tỏa ra rất mạnh. Đúng vậy, chính là áp lực của đứa con nít đó rất mạnh. Không lẽ chính nó đã hất mọi người văng đi? Đứa bé đang dùng ma thuật để đỡ đầu chùy, khiến cho anh lơ lửng giữa tầng không, rồi đặt anh vào một cái vảy nấm khác. Tới đó thì đầu chùy ngất xỉu đi. Lúc đầu chùy tỉnh dậy thì xung quanh vô cùng im ắng. Máu ở vết thương cũng đã tự khô lại. Không biết bao lâu trôi qua, đầu chùy bò lên cỡ 20 mét thì thấy vết nổ ở thân nấm. Nó khổng lồ như muốn nhét vừa một tòa nhà lớn vô đó. Đầu chùy đi vô trong, khắp nơi tan hoang, mùi thuốc súng, mùi xác người cháy đen, mùi máu, tất cả tập hợp lại thành một cảm giác kích động và sợ hãi. Má nè, thứ ánh sáng đó là gì vậy trời? Đầu chùy thấy xung quanh anh toàn là xác người không lành lặn, cũng không còn lại vật dụng gì khác để có thể nhận biết được tụi này là ai. Chợt anh nghe tiếng rên ư ử trong góc. Chạy tới thì thấy một cô gái trẻ bị khối thịt nấm đè lên người. Anh hất cục thịt nấm bự như cái giường ra, sau đó kiểm tra khắp người cô gái, xem có bị gãy xương hay vỡ nội tạng gì hay không. Thấy ổn, anh mới kẹ cô ta đi ra ngoài, dường như là đầu mối quan trọng để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dọc đường đi, cô gái thỉnh thoảng nói mớ. Về báo đòn dậy, không xong, không xong. Đầu chùy về thất sơn, biết rằng Lý Huỳnh vẫn còn ở gần chỗ lục quán, thì để cô gái ở quán trọ rồi tới tìm thầy. Vừa nghe câu chuyện kỳ lạ đó, ngay cả Lý Huỳnh cũng bất ngờ. Vạn lĩnh nói chuyện này ông ta không biết, vốn dĩ cũng chưa nghe tới sự vụ lấy sữa cá ông đổ khối lượng lớn xuống bát vực như vậy. Còn đứa bé phát sáng đó là cái gì nữa? Đầu chùy nói, con nghe con nhỏ kia cứ thỉnh thoảng kêu lên là
về báo đoàn dậy. Cái này thì thầy có manh mối gì không? Đoàn dậy là tên gọi người trưởng nhóm của Liên Gia. Thương hộ bánh lái hồi xưa thì phân biệt giai giới thông qua khăn bẹo, còn Liên Gia thì nhìn đoàn dậy trên ghe để biết giai giới cao thấp. Cho nên những người chung một đội ghe thường gọi đội trưởng của họ là đoàn dậy. Đâu chị gãi đầu. Ừ, không lẽ Lý Gia đứng sau chuyện này sao? Còn thiếu rất nhiều dữ kiện để có thể kết luận bất cứ điều gì. Trước mắt chuyện này con đừng nói ra ngoài cho ai hay. Cô gái kia còn để quán trọ có an tâm hay không? Hay là đưa cô ta về nhà tổ? Được không thầy? Sợ cô ta bỏ trốn thôi. Lý Huỳnh gật đầu. Thế là họ bí mật đưa cô gái đó về nhà tổ, sắp xếp cho ở căn phòng trống kế bên nhà kho. Đích thân Lý Huỳnh căn dặn những người đệ tử khác không được tiết lộ ra ngoài trước khi ông ta điều tra xong. Lý Huỳnh bỏ đi ít ngày, nói là tìm hiểu ngọn ngành. Việc chăm sóc cô gái kỳ lạ kia được giao cho Lục tỷ. Đầu chùy lại quay về Ba Thê để chăm sóc cho Bảo An. Tư lĩnh lúc này đã già lụm khụm. Thấy đầu chùy về thì ông nói: sao mấy chục năm rồi mà hãy gặp mày là tao sợ hả? Chùy ơi là chùy. Dạ, bà nói làm như con là âm binh không bằng. Bảo An coi tư lĩnh như ba mình, nên theo vai vế thì đầu chùy cũng gọi tư lĩnh là ba luôn. Bị gì chỉ có cái ngày đám cưới của hai đứa bay đó là tao gặp bay mà không có chuyện thôi. Còn hãy lần nào thấy mày xuất hiện một cái là đời đục như cắm heo luôn. Bà cứ nói xui. Bây giờ ai đâu mà quậy nữa. Ê, chở con đâu rồi ba? Nó đi ra chợ mua đồ về nấu cơm rồi. Mấy nay mày đi đâu mà bỏ con nhỏ cụ bất cụ bơ vậy? Đầu chùy định kể ra nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm lý. Tư lĩnh mà biết thì thế nào ông cũng chửi là trước chuyện về nhà. Anh nói là đi tập luyện cùng với Lý Huỳnh ở núi Bà Đen mới về. Tư lĩnh nhìn đầu chùy rồi nói: tao sống 80 năm rồi, nói xạo trước mặt tao không có dễ đâu. Ông trút một hơi thở dài. Dường như cũng biết đầu chùy có chuyện khó nói nên ông không có ép kể, chỉ dặn là: tao biết là mày thương con An thiệt lòng, vậy thì chỉ cần trời có sập xuống, có mày dang lưng ra đỡ cho nó là được rồi. Đừng có như tao. Đầu chùy vỗ vai tư lĩnh: chuyện qua lâu rồi, có phải lỗi của ba đâu. Tư lĩnh nhìn xa xăm rồi nói: ôi, đời giang hồ ẩn mật, dù là Lục Lâm hay Hành Hương thì cũng xà quần rối nội y như nhau thôi. Làm gì có chuyện bình an một đời được, khó lắm. Chung quy thì đời ai cũng dòng tố hết, chỉ là chúng ta đi một mình ên hay là nắm tay với người thương mà đi cùng thôi. Tới bây giờ ta mới hiểu tại sao mà nhị ca lại làm như vậy. Nhị ca ơi. Đầu chùy chợt nghĩ, với linh cảm của anh thì sắp tới chắc cũng một phen nghiêng trời đất lở. Phải chi có Hồng Quán và Trần Lục, Đan Chi và Phúc Nguyên ở đây thì tốt biết mấy. Không biết bây giờ họ đã đi đâu về đâu rồi. Đầu chùy ở Ba Thê được 10 ngày thì nhận được tin của Lý Huỳnh, kêu anh quay về nhà tổ gấp. Chuyện vô cùng hệ trọng, vì Lý Huỳnh đã biết được thứ ánh sáng mà đầu chùy gặp dưới bát vực là cái gì. Lúc anh quay về thì cô gái kỳ lạ kia đã tỉnh, nhưng do chấn thương nặng ở vùng đầu cộng với việc bị kích động cực độ dẫn tới bị mất trí nhớ và tâm thần nhẹ, cả ngày cứ dở dở ưng ưng. Đầu chùy hỏi Lục tỷ: cho chừng nào mày chữa được? Lục tỷ chống nạnh: chắc cỡ 1 tháng mới biết được căn nguyên của nó nằm ở đâu, rồi khai thông kinh mạch của nó mới lâu. Lý Huỳnh nói: có thể chưa cần cô ta đâu. Thầy biết được thứ mà con gặp là cái gì rồi. Nhìn Vạn Lĩnh có vẻ hết sức căng thẳng,
mấy đệ tử còn lại cũng im lặng, tập trung để nghe ông nói. Sau khi nghiên cứu các thư tịch cổ và một vài người trong cuộc, Lý Huỳnh nói đứa bé mà đầu chụy thấy được gọi là cậu Sẹt. Cậu Sẹt chỉ xuất hiện khi nguồn năng lượng Cửu Long Đỉnh bị pha tạp, bị rối loạn. Sự xuất hiện của cậu Sẹt báo hiệu chết chóc, sụp đổ, phá hoại, một cuộc tàn sát quy mô lớn. Lý do các nền văn minh trước đây ở vùng đất này đều biến mất đột ngột chính là do cậu Sẹt làm. Cậu Sẹt không phải là một dạng thực thể vật lý như con người, mà cũng không phải là một dạng ảo ảnh lang thang. Những thứ được biết về cậu Sẹt đến từ hai nguồn: truyền miệng và chứng kiến từ các vùng từ trường khác bị sụp đổ trên thế giới. Điều này được Dương Thiên Cửu dự đoán từ trước, và ông ta đại diện cho chân giới luôn tìm cách đánh thức cậu Sẹt dậy, để nhân lúc chiến tranh loạn lạc sẽ thanh tẩy miền Tây. Không thể có hòa bình nếu như không có chiến tranh. Tư tưởng được coi là di sản của Dương Thiên Cửu chính là như vậy. Lo sợ cậu Sẹt, chỉ bằng chủ động đánh thức dậy và tiêu diệt cậu. Kế hoạch này thất bại vì chân giới có phiến loạn của xứ Ma Mắt Xanh vào những năm 1950. Cuộc nổi dậy này làm chân giới mới do Cửu xây dựng bị lung lay và suy yếu mạnh mẽ. Cửu không còn tiềm lực để có thể tiếp nối những việc mà anh ta làm từ trước trong đại kế hoạch chủ động đánh thức rồi tiêu diệt cậu Sẹt. Cuối cùng đứng trước những mối nguy hại, cân nhắc những thiệt hơn lợi hại, Cửu chọn cái chết để lấy kim lệnh của mình đè lên cửa mình đất mẹ, ngăn cậu Sẹt được sinh ra, tạm thời đẩy lùi đại kế hoạch lại và đưa trách nhiệm thực hiện nó lên vai của Độ Sẹo và Ngọc Lan. Thập đệ tử nghe Lý Huỳnh nói xong thì cũng cảm thấy căng thẳng. Đầu chùy hỏi: "Thầy à, ngoài thầy đọc ra thì còn gặp ai nữa vậy thầy?" Lý Huỳnh gõ tay lên bàn theo nhịp. Tới lúc này thì biểu cảm trên mặt khá bình thản. "Lý Gia, thầy đã gặp đoàn giày của Lý Gia." Thực ra nói chính xác hơn thì chính đoàn giày trong Lý Gia đã đi gặp Lý Huỳnh. Nhưng có vẻ như đoàn giày đứng sau chuyện kéo người xuống quậy bắt vực lại là một người khác. Người tới gặp Lý Gia tên là Sáu Trọng. Ông này là đoàn giày của đội ghe Rạch Giá, Long Xuyên. Thời gian này, Lý Thiên Tôn đang là trưởng tôn của Lý Gia. Ông đang hết sức đau đầu với một bộ phận đang muốn phục hưng lại Lý Gia cũ. Như đã biết, Lý Gia cũ bị án sát sứ Dương Văn Kiệt tuyên án tử. Toàn họ chết gần hết. Chỉ có ít kẻ may mắn trốn được mới gầy dựng lại một ít. Lý Gia sau trên danh nghĩa luôn nói là kế thừa Lý Gia trước, tôn vinh Lý Gia trước. Nhưng tự hỏi, họ đã tốn gần 200 năm để gầy dựng lên cơ đồ, thì nói giao lại là giao hay sao? Bản thân của những người Lý Gia trước cũng biết chuyện đó, cho nên đâu có dám trường mặt ra để nhận là chánh tông với những Lý Gia sau. Họ sợ bị thủ tiêu. Tuy nhiên trong cái tốt lúc nào cũng chen ngang một vài cái xấu. Cũng như vậy, trong một rừng cái xấu, ít nhiều cũng có cái tốt. Hoặc trên góc nhìn của Lý Gia trước là tốt. Có những hậu nhân đời xa Lý Gia trước thâm nhập sâu vào Lý Gia sau, rồi có âm mưu lật đổ sự thống trị của Lý Gia sau, đem quyền lực giao về lại Lý Gia trước. Điển hình trong đó là nhóm của Tư Đẫm. Nội bộ Lý Gia vẫn âm thầm tồn tại phe phái của những người đã từng bị khai trừ. Thiên Tôn nói, nhóm người quậy dưới Bắc Vực, 10 phần thì chắc đến 7-8 phần là nhóm của Tư Đẫm, đang muốn đánh thức hàm rồng để nhả các tàu nằm trong tổ ve. Tổ ve của Lý Gia nằm dưới đáy sông Hàm Luông, đoạn gần Cù Lao Đất. Đây là nơi giam giữ những linh hồn chống đối Lý Gia sau. Cả người và ghe đều bị nhấn chìm xuống dưới đó, bị hút vào một mắt sông, là một cái hố trũng đặc biệt. Về nguồn gốc của thứ trại giam kỳ lạ này, Lý Huỳnh không kể với thập đệ tử. Với bản lĩnh của họ thì tìm hiểu từ từ chắc cũng biết thôi. Hoặc vì một vài lý do nào đó mà Lý Huỳnh không kể công khai cũng không chừng. Khi Huỳnh hỏi thăm dò về đòn giày kỳ lạ, Lý Thiên Tôn lập tức nghĩ ngay tới Tư Đẫm. Ông đề nghị hợp tác để truy lùng băng đảng tụi này. Cậu hai nghe vậy thì nói:
Lý Gia kêu hợp tác là kêu ai? Kêu tụi mình hả thầy? Đường không dính vô chuyện nội bộ của tụi nó làm cái gì? Không. Lý Gia sẽ kêu gọi toàn bộ Lục Lâm cùng tham gia để tìm bắt hết tàn dư của băng đảng Tư Đẫm. Bãi Sâm lên tiếng. Còn nghĩ Lý Gia tuy là một gia tộc lớn, lại là một trong tứ trấn, nhưng mà cũng đâu có dễ gì mà hiệu triệu cái Lục Lâm làm cái chuyện đó được. Huỳnh thở dài. Các con hành tẩu giang hồ nhiều mà lại chưa rành lòng người rồi. Lục Lâm trải qua nhiều năm yên bình, dẫu có những trận chiến nhỏ lẻ, nhưng đều là những trận đánh nội bộ hoặc gói gọn trong mâu thuẫn của hai nhóm người nhỏ mà thôi. Từ sau cuộc chiến ba bên thì chưa có lần đánh nào lớn. Bạo lực là xấu, nhưng bạo lực lại là cách nhanh nhất để giải quyết mâu thuẫn. Dĩ nhiên Lục Lâm trăm vạn người, có mấy người nhận thức được tác hại của đánh nhau, của giết chóc đâu. Cái họ cần là lý do để giết nhau. Trải qua mấy chục năm tương đối yên ắng kiểu đó, thì nội bộ Lục Lâm hẳn cũng đã tích tụ rất nhiều lớp cặn mâu thuẫn. Ngay cả Lý Gia cũng muốn làm lớn chuyện này để mà khuếch trương thanh thế và xử lý nội bộ. Năm Cóc cười hi hi. Đúng rồi, đều là cái kế của Lý Gia cả. Còn thấy đó, có thể đúng theo lời Thiên Tôn nói, chuyện quậy bát bực là do Tư Đổng làm. Nhưng mà nếu ông làm ra một, qua miệng Lý Gia sẽ thành 10. Mà Tư Đổng đâu thể làm mình ơn được. Ông ít nhiều cũng sẽ cần nhóm người này nhóm người kia giúp sức. Khi đó Lục Lâm sẽ tự đấu tố lẫn nhau, tự chém tự giết. Con chỉ là đang không hiểu, nếu vậy thì Lý Gia cũng bị kéo vào ân oán tiếp tục. Họ lại là nguồn gốc của phản loạn Tư Đổng, vậy chẳng phải bất lợi hơn hay sao? Tư Rồng nói. Thằng Năm nhìn đúng đó, nhưng mà chưa đủ và chưa xa. Lý Gia vừa ăn cướp vừa la làng thì đúng hơn. Họ đưa khuôn mặt nạn nhân ra rồi ăn giả cái Lục Lâm này. Những tình tiết bất lợi của Lý Gia sẽ dồn cho những người mà Lý Thiên Tôn không thích mà thôi. Ba Lành nói. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì hả thầy? Ngồi yên nhìn cũng khó, mà chọn một bên cũng khó. Huỳnh im lặng giây lát rồi nói. Chuyện này ta cho phép các con tự do lựa chọn, sao cũng được, nhưng phải lựa chọn sau khi ta đã ra quyết định. Cậu hai nhìn chính danh, từ đầu buổi tới cuối đều im lặng lắng nghe, không bàn bạc gì. Ông nói. Thằng Chính sao im lặng quá vậy? Mày nghĩ ra được chuyện gì rồi hay sao? Chính Danh thoáng nhìn Lý Huỳnh rồi đáp. Dạ, em đâu có nghĩ được gì. Em thấy các anh chị đều có lựa chọn trong lòng rồi, còn em thì vẫn đang suy nghĩ. Chắc phải đợi thầy ra quyết định rồi em mới biết được là mình sẽ làm gì được. Huỳnh nhìn Chính Danh. Vạn Lĩnh thừa biết người đệ tử này đã đoán được nước đi của ổng. Đó cũng chính là cái cách mà ổng thích ở Chính Danh. Mà oái oăm thay, đó cũng là điều làm cho ổng thấy lo sợ. Chính người đệ tử trước đều là Lý Huỳnh đi chọn lựa ra trong vô số nhân tài của Lục Tỉnh. Chỉ riêng của Chính Danh là một mình một ngựa tới quỳ lại xin được nhận vào. Nếu không phải Chính Danh là kẻ xuất chúng trong những người xuất chúng thì ổng đâu có chọn. Bản thân Vạn Lĩnh đạo sĩ đã có sẵn ứng viên cho vị trí người đệ tử cuối cùng của ổng rồi. Đầu Chi hỏi. Thầy à, vậy thầy sẽ quyết định ra sao? Và khi nào mới quyết định? Vạn Lĩnh thở ra một hơi nặng trịch. Sớm thôi. Tại Lục Quán. Chợt có một cò tép tên Đúng chạy vào báo tin. Anh Đại. Chết mẹ rồi anh Đại ơi. Mọi người ngóng ra xem. Cò tép nói. Chị An á, chị An bị tụi nào dí đánh quá trời kìa. Tụi nó cũng bắt luôn bác Tư rồi. Đầu Chuyện nghe xong đập rầm gãy một góc bàn, trợ quát. Ê, là tụi chó nào? Cò tép nọ thở hổn hển rồi nói. Dạ em cũng không biết nữa, chỉ nghe là tụi nó nói bác Tư với chị An có dính líu gì tới Huy Sứ hồi trước á.
hiện nay đang âm mưu cấu kết với phản loạn của Lý gia để phá nát Cổ Long đỉnh trả thù xưa cho hội sinh Đường Hồng Quán đó. Đầu Chuy giận tới tím người. Vợ tao đang ở đâu? Mày có nghe tin hay không? Vợ tụi em đang đưa chị với Bắc Tư lên đây. Anh yên tâm đi, tụi em tới tiếp ứng kịp thời nên hai người họ không sao. Đầu Chuy ngồi phịch xuống ghế. Cậu hai nói: là đứa nào ăn gan hùm mật gấu mà dám đụng tới vợ của anh Đại vậy? Chuyện này không lẽ đã lan ra nhanh tới như vậy rồi hay sao? Tư Rồng nói: có khi người ta đã tính trước mấy nước cờ rồi. Anh Đại bình tĩnh, đừng để bị kéo vào cái bẫy giăng sẵn. Đầu Chuy giận quá, nghe câu được câu không, cho hỏi lại: bẫy? Bẫy nào? Tư Rồng đáp: trong muôn vàn người đi kiếm chuyện thì tụi nó lại chọn Bảo An mà kiếm chuyện. Em thì em không tin rằng đây là trùng hợp đâu. Lúc này có khi cái mũi dùi tiếp theo đang chĩa vô óc của anh rồi, nên cẩn thận đừng đi nước bước là hơn. Lục Tỷ nói: anh Tư nói đúng, lúc này anh hấp tấp dễ rơi vào bẫy của tụi nó. Anh cứ ở lại đây đi, đừng có động thái gì hết, đợi Bảo An lên coi sao. Đầu Chuy hỏi cò tép: chừng nào vợ tao tới? Vợ tụi em đi siết lắm, nhưng mà tụi kia cũng dí chặn đường quá trời. Đi từ ghe tới xe đò có đủ hết, mà phải cỡ tới sáng mai mới tới được. Bây giờ anh mà đi tìm nữa là lạc liền. Cứ ở lại đây đi anh Đại. Lý Huỳnh cũng lên tiếng: đúng rồi Chuy à, con cứ lại đây đi. Bản lĩnh của anh Tư và Bảo An thầy biết rõ nhất mà. Ngày xưa có những lần bị truy sát còn gắt gao hơn bây giờ nhiều, họ còn vượt qua được hết đó. Nghe Lý Huỳnh nói xong, Đầu Chuy mới bình tĩnh được phần nào, nhưng bụng dạ vẫn còn như lửa đốt. Lục Tỷ nói: thôi cũng trễ rồi, mọi người ăn cơm đi, em vô chuẩn bị chút xíu là dọn liền. Lý Huỳnh phải quạt: thằng đúng, vô ăn chung với thầy nghe con. Cò tép này thường bắn tin riêng cho nhà tổ nên cũng được Lý Huỳnh quý mến. Dĩ nhiên Vạn Lĩnh đã mở lời mời thì ông nội của đúng cũng khó lòng mà từ chối. Thế là anh ta vâng dạ rồi lọt đọt đi vô phụ Lục Tỷ dọn cơm canh. Đầu Chuy ăn xong thì ra nhà trước ngồi, chợt nghe có người nói: con nhỏ Lý gia tỉnh rồi kìa, anh qua đó coi. Đầu Chuy cũng nghĩ nên lấy thông tin từ nhỏ này. Thế là đi tới đã thấy cửa phòng hé mở nên anh đi vô luôn. Vừa bước chân qua ngạch cửa đã thấy đầu óc choáng váng, say sẩm mặt mày, chân tay bủn rủn, cứ thế ngã ra cái oạch không biết trời trăng gì nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Đầu Chuy thấy cổ họng khô rát và ngứa ngáy tay chân, cho nên mở mắt ra từ từ. Chợt một luồng điện chạy khắp thân người, da thịt cảm giác đụng chạm với người khác nên anh bật dậy ngay, thì thấy mình đang nằm kế bên cô gái bị ngất nọ. Cả hai đều không mặc quần áo, tay cô ta còn đang ôm ngang bụng của Đầu Chuy, gục đầu vô vai anh mà ngủ hết sức ngon lành, tình cảm. Đầu Chuy bật dậy liền tung mền ra, thì đúng lúc cửa phòng cũng được mở toang. Tiếng chén vỡ làm cho anh quay ra cửa, nhìn một cái là đơ ra như trời trồng. Bảo An đứng đó. Bảo An giận đến đỏ mặt quát: Anh dám làm như vậy cho em? Đầu Chuy lấy cái quần tà lõn vừa mặc vô vừa cà lâm: Em ơi, nghe anh. Rồi phóng xuống giường định thanh minh. Không ngờ cô gái kia chợt ôm chặt lại, nói như mơ ngủ: anh đi đâu vậy? Chưa sáng mà. Bảo An không nói nhiều, hai tay dồn đầy lửa giận, bộc phát khí lực của mèo tinh, nhảy tới định đấm Đầu Chuy một cái. Cô chửi: thằng khốn nạn! Đầu Chuy co tay lên đỡ, tiếng động làm cho mọi người trong nhà thức giấc. Cô gái kia tỉnh dậy, kéo mền lên che thân thể, một tay chụp vai Đầu Chuy run rẩy nói: ai vậy anh? Đầu Chuy tá quả: trời ơi, cô nói cái gì vậy? Bảo An như hóa mèo tinh, mắt xích lên, nanh mọc dài, móng tay nhọn như 10 mũi kim thép, cho gầm lớn: con đĩ này, mày dám! Rồi hai tay chém tới.
Đầu Chùy đứng giữa, phút chốc không biết làm sao, đành phải phát kình khí đối chọi với hai cú chém tất sát của Bảo An. Bảo An giận càng thêm giận: "Anh binh con đĩ này!" Rồi càng dồn khí vào vai, đẩy xuống tay, chân đá tới cổ cô gái. Đầu Chùy dùng sức đẩy Bảo An ra, rồi la lớn: "Em bình tĩnh, nghe anh giải thích đã." Bảo An thẫn thờ: "Vì con đĩ đó, mà anh dám đánh em hả?" Đầu Chùy mặc quần xong thì chạy tới nắm tay Bảo An mà van nại: "Chuyện không có như em nghĩ đâu, em phải nghe anh." Bảo An tát vào một cái rất mạnh, đến nỗi miệng Đầu Chùy ứa máu ra. Cô quát: "Tôi đánh chết mẹ anh!" Bây giờ Lý Huỳnh tới đứng ở trước cửa. Nhìn cảnh tượng này, bạn lĩnh đạo sĩ cũng không biết phải nói sao. Ông chỉ im lặng. Đầu Chùy quay lại nói với cô gái: Cô phải nói giúp tôi. Tôi không có biết. Chiều qua giờ tới đây thì ngất xỉu. Cô nói với vợ tôi đi. Tưởng đâu cô gái kia cũng kêu oan, ai ngờ cô khóc thút thít lên. Thì ra anh đã có vợ rồi sao? Vậy mà anh... Đầu Chùy như bị sét đánh, không còn biết gì nữa. Bảo An thì khóc lớn rồi quay người bỏ đi. Tới khi Đầu Chùy nhận ra rượt theo thì đã mất dấu vợ mình. Chính Danh đứng ở một góc xa xa, nhìn thấy từ đầu tới cuối mọi chuyện, nhưng anh ta vẫn im lặng. Nhìn qua hành lang kế bên, Tư Rồng cũng thấy. Hai ánh mắt nhìn nhau như có rất nhiều điều muốn giao tiếp, vì Lý Huỳnh vừa quay lại cũng thấy họ. Hai ngày sau, trong một cuộc nhậu ở Lục Quán, tề tụ rất đông Lục Lâm cao thủ. Mọi thứ dĩ nhiên đều xoay quanh tin đồn Đầu Chùy chán Bảo An không sinh đẻ được, cho nên đã có vợ bé. Câu chuyện có lẽ còn đi rất xa nếu như không có sự xuất hiện của Lý Huỳnh. Ổng cất tiếng thì cả quán nhậu im phăng phắc ngay tấp lự. "Lục Lâm, còn 48 ngày nữa để sống." Bầu không khí im lặng căng thẳng. Cỡ một phút sau thì có người cất tiếng hỏi: "Ý của bạn lãnh đạo sĩ là sao?" Lý Huỳnh chậm giọng nói: "Lục Lâm đang đối mặt với một kẻ thù mạnh tới đáng sợ. Kẻ này sẽ được ra đời sau 48 ngày nữa. Hắn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Cửu Long Đỉnh. Hắn sẽ đi thu về từng mẫu khí lực, dù là nhỏ nhất của Cửu Long Đỉnh. Lục Lâm sẽ tới ngày tàn. Tất cả những ai sử dụng tứ diệt mà đều sẽ bị giết." Mọi người bàn tán: "Kiểu như vạn lĩnh hôm nay say rượu hay sao đó mà ăn nói hàm hồ như vậy. Ai mạnh tới vậy chứ? Sao lại là 48 ngày? Chuyện này có liên quan tới Lý Gia trước không?" "Có. Nhưng kẻ thù mới này sẽ xuất hiện và càng quét qua tất cả mọi thứ. Lục Lâm sẽ trở về vạch xuất phát vào ngày thứ 50. Tất cả các người đều sẽ chết." Có người xỉn quá kìm miệng không được. "Vậy thì ông sống được chắc à?" Lý Huỳnh bước tới người này, vén ống tay áo lên. Tức thì từ khuỷu tay trở xuống bừng sáng màu của lửa, sức nóng như than hồng. Họ Huỳnh chụp lên vai người say rượu kia, áp lực bừng lên đột ngột. Thân thể người say rượu như bao bọc trong một đám lửa lớn, bốc cao, xuyên qua cả nóc quán. Người say rượu hét lên, tưởng đâu đã bị thiêu cháy. Ai dè chỉ thấy mực xăm chảy khỏi da thịt anh ta, kêu lên xèo xèo, nhỏ nước đọng thành vũng ở dưới sàn. Lý Huỳnh nhìn quanh, ánh mắt của ai cũng trợn lên thất thần. Họ Lý phán: "Thứ tôi vừa phô diễn chỉ là cái móng tay của kẻ đó mà thôi. Tôi vừa dùng ngọn lửa của cà ràng thiêu đốt sạch toàn bộ ý niệm, ấn chú anh xăm trên người cũng cháy theo hết rồi." Người say rượu khóc thành dòng: "Lý Huỳnh, ông ý mạnh rồi muốn làm gì thì làm hả? Tôi đánh chết ông!" Hắn ta không còn giữ được bình tĩnh, lao đến gồng tay định phát chú. Tuy nhiên vung ra chỉ là một nắm đấm bình thường. Anh ta bàng hoàng, bị Lý Huỳnh chụp tay đẩy mạnh, đầu đập vào vách nhà lủng một lỗ lớn. Có người quát: "Nè, ông quá đáng lắm!" Lý Huỳnh chắp tay sau lưng,
bình thản đáp. Tôi tới đây với sự quá đáng và ngạo mạn để thông báo cho tất cả biết rằng chính tôi là sứ giả sẽ đưa cậu Sẹt tới thế giới này và đồ sát tất cả. Các lục quán tất nhiên chẳng ai dám nhảy vào cản. Ngặt cái hôm đó Năm Tràm lại vắng mặt. Những lục lâm cho dù có máu mặt tới cỡ nào cũng phải sợ Lý Huỳnh một phép. Chưa kể thứ lửa cà ràng đốt hết ý niệm kia làm cho họ sợ bản thân cũng chịu chung số phận với người say rượu lúc nãy. Có những người thạo tin thì biết chút đỉnh về cậu Sẹt, giật mình khi Lý Huỳnh công khai đứng về phía thế lực tối cao đó. Trời đất mẹ ơi, vậy rồi làm sao mà sống được? Đó là nhận định chung của mọi người có mặt hôm đó. Tin đồn này lan ra nhanh như một cơn gió. Chỉ sáng tới chiều, toàn bộ lục lâm đều nghe tin. Họ còn 48 ngày nữa trước khi Lý Huỳnh giết họ. Cùng lúc đó, ở Hàm Luôn trời đang đổ mưa lớn. Một chiếc ghe tam bản đang neo gần mỏ cày. Trên cabin ghe có ánh đèn vàng ấm cúng giữa trời giông gió. Có hai người bên mâm cơm là Kiệp và Bảo An. Từ sau cái chết của Tám Son, đại trường được lệnh của Thiên Tôn giữ Thiên Hổ Phù. Sau đó anh ta rời Lý Gia, đơn thương độc mã chở hàng riêng. Không phải Thương Hộ mà cũng không phải Lý Gia. Cũng đã mấy tháng nay Kiệp không gặp đại trường. Bữa trước đang lấy hàng ở Mỹ Tho thì thấy Bảo An đang đi lang thang, vừa đi vừa khóc. Kiệp tới hỏi thì cô kể lại sự tình. Nghe xong Kiệp thở dài. Cũng may là tụi con gặp cô, chứ cô đi lang thang như vậy thì bệnh chết. Chuyện nhà thì cô chú từ từ nói với nhau, chứ sao lại giận bỏ đi như vậy. Bảo An gấp gỏi lục bình trộn giấm tỏi, chấm miếng kho quẹt, rồi dạ cơm ăn mà không nói gì khác. Kịp hỏi tiếp. Rồi chú Đại biết cô có bầu chưa? Bảo An lắc đầu. Kịp chặt lưỡi bảo. Thôi thì con chở cô về Xẻo Rô một thời gian lánh nạn đi. Lăn lăn xuống rồi con kêu chú đi giải trình với cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhìn ra cabin còn không thấy được mũi ghe. Gió tạt mưa đập vào vách kêu lên ầm ầm. Chợt cả hai ngưng đũa, đưa mắt nhìn nhau, vì có một dòng khí lực khổng lồ xuất hiện. Kịp đứng dậy, ló nửa con mắt ra khỏi cabin. Ai vậy ta? Bạn hay thù? Bảo An khó hiểu nói. Khí lực này cô biết, là của Lý Huỳnh. Vừa nghe cái tên Lý Huỳnh thì Kịp giật mình, nhớ lại chuyện Tám Son bị chính ông ta hại chết. Đúng lúc này, Lý Huỳnh kéo cửa cabin nhưng không bước vô. Giọng vang vọng. Chào cậu. Chắc cậu là Kiệp, con trai của Chạch Xỉa. Kiệp cười khẩy. Muốn cái gì thì nói đi, tôi biết ông là ai rồi. Lý Huỳnh chỉ Bảo An. Tôi tới để đón cô gái này đi. Bảo An thấy khẩu khí thì biết Lý Huỳnh tới với vai trò không mấy thân thiện. Hồi xưa cô trải qua cái cảnh này hoài. Lúc thì ổng là đồng minh, cũng có lúc ổng quay lại đâm mình, biết đường nào mà lần. Cô xua tay. Tôi có tay có chân, tự đi tự lo được. Phiền gì tới ông mà ông tới đó. Lúc này cô vẫn cho rằng đầu chùy nhờ sư phụ mình giảng qua. Lý Huỳnh giơ ngón tay trỏ lên. Ta không tới vì đầu chùy, ta tới vì muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Bảo An khoanh tay. Chuyện gì tốt đẹp? Lý Huỳnh điềm tĩnh đáp. Chuyện Lục Lâm bị tận diệt. Kịp để chén cơm xuống, lao miệng rồi nói. Nè ông chú, tới đây nói chuyện chơi thì tôi mời chú vô cabin. Tôi đi pha ấm trà rồi đàm đạo chuyện xưa. Còn nếu mà tới kiếm chuyện thì bá vô mà núp. Thằng Kịp này không sợ cái loại người lòng lang dạ sói, nhẫn tâm hại chết đệ tử của mình như ông đâu. Bảo An ngạc nhiên. Hại chết? Là Tám Son hả? Kịp chỉ mặt Lý Huỳnh mà mắng. Đúng đó cô, chính ông là người đã hại chết Tám Son.
chỉ muốn lấy lại cái không quy phụ, còn dàn cảnh đổ lỗi lên đầu Tăng Phật Long nữa. Lý Huỳnh ngạc nhiên. Hờ, thì ra người đeo mặt nạ đó là cậu. Kịp chợt phát hiện ra mình bị hố, vì chuyện họ Lý hại chết Tám Son thì chỉ có mình Ơn đại trường chứng kiến rồi kể lại cho anh nghe. Kịp biết nếu khai ra đại trường thì sẽ gây rắc rối cho bạn mình, nên anh nhận bừa. Đúng, là tôi đó. Thì sao? Lý Huỳnh lắc đầu. Không không không, anh không có khí lực của Ngọc Thế Lỗ Băng Tử. Vậy thì người đó hắn đã đi ghè chung với anh. Bảo An cứ ngơ ngác. Ông thực sự đã giết Tám Son? Lý Huỳnh thở dài. Không, ta không làm chuyện đó. Có kẻ đã mạo danh ta. Nếu ta thực sự ra tay thì sẽ không còn ai sống sót để đi ra ngoài kể lại nữa đâu. Kịp nhếch môi. Ông mạnh vậy sao? Nếu ông đã biết cái gọi là cọc thể Lô Băng Tử đó thì phải biết nó khắc chế được ông chứ. Cậu còn quá trẻ nên không biết đâu. Chủ nhân đời trước của tượng Ngọc Thể Lô Băng Tử cũng vì né tránh tôi mà phải nhả bức tượng ra. Thì kẻ mà cậu vừa nhắc tới, tôi cho rằng không đánh lại tôi đâu. Kịp chụp cây mã tấu giấu dưới sàn cabin, chỉ thẳng mặt Lý Huỳnh. Được thôi, vì ông tới đây là muốn đem cô An đi thì thử bước qua xác thằng Kịp này đi rồi nói chuyện. Không không, cậu quá yếu. Ta đánh nhau với cậu làm gì chứ? Ta nói tới đem Bảo An đi thì ta chỉ đem Bảo An đi thôi. Còn cậu thì... Lúc này ở trên bờ xuất hiện rất nhiều người. Tất cả đều mặc đồ đen, đội nón lá xụ xuống che nửa mặt, hông dắt dao, tay cầm rất nhiều xích sắt và thừng. Bảo An giật mình. Cái tụi này là tụi gì đánh cô với ông nội tư của con hôm bữa đó Kịp? Rồi cô nhìn Lý Huỳnh. Xem ra có hai phe tới bắt tôi đi. Ông có muốn bắt thì vượt qua cái đám kia thử coi. Lý Huỳnh cười lớn nói. Cô đừng hiểu lầm. Đám người đó, tôi phái họ đi bắt cô trai. Bảo An hơi khép mắt. Ý ông là sao? Lý Huỳnh lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm nói. Chuyện này là do tôi dàn xếp. Tôi muốn cô phải là viên gạch lót đường cho sự xuất hiện của cậu Sạc. Kẹp quơ mã tấu. Bả vô đi, đừng có nói nữa. Lúc này không gian xung quanh tối sầm, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào bên ngoài nè. Tự như cái ghe này đã bị ném vào một thế giới nào đó. Bảo An có cảm giác gì đó quen thuộc, vội kêu lớn. Kịp, cứ dừng sau lưng. Khắp ghe một đầy những ảo ảnh hoa biển ngạn nở đỏ rực. Dưới sàn cabin lao lên các sợi xích bằng quang ảnh to tướng, quấn chặt thân hình của Kịp lại. Nhúc nhích ngón tay cũng rất khó. Bên ngoài cabin hiện ra hai thần tướng là Ngu Đầu và Mã Diện đứng cạnh. Bảo An gầm lên rồi lao vào đánh Lý Huỳnh. Cô quát. Thu hộ pháp về nhanh lên, tôi không có giỡn với ông đâu. Lý Huỳnh đưa tay ra, tức thì trong ống tay áo của ổng phóng tới cái lưỡi dài của Hắc Bạch Vô Thường. Tấm vải và xích quấn Bảo An lại như cái bao. Bảo An có cựa quậy cách mấy cũng không thoát được. Bên kia thì Kịp cố vung dao chém, nhưng chẳng mảy may làm khó được hộ pháp của Lý Huỳnh. Huỳnh vác Bảo An lên rồi quay đi. Trước khi ra khỏi cabin, ông nói với Kịp vẫn còn đang bị khóa cứng ngắc. Cậu hãy về nói với bạn của cậu, cái người Ngọc Thể Lỗ Băng Tử đó, là còn 48 ngày nữa cậu Sẹt sẽ tận diệt Lục Lâm, tận diệt giang hồ ẩn mật. Muốn biết cậu Sẹt là gì thì đi hỏi Lý Thiên Tục. Muốn ngăn cậu Sẹt thì Lý Huỳnh này sẽ đợi một trận quyết đấu sinh tử với Ngọc Thể Lỗ Bàn. Kẻ nào thua thì bắt buộc phải chết.
Quý thính giả vừa nghe xong ngoại truyện của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, di sản của Dương Thiên Cửu. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.